Ủy ban kiểm tra quận ủy Cái Răng vừa phối hợp với Trung tâm chính trị quận Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024 cho 196 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ trực thuộc quận ủy và chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Tại đây các học viên được nghe báo cáo các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra giám sát của đảng công tác tham mưu giúp cấp quỹ ban thường vụ cấp quỹ xây dựng chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ và hàng năm kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật trong đảng Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban kiểm tra Đảng quỹ cơ sở, quán triệt quyết định số 1048 ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Thành ủy Cần Thơ về ban hành quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ kết hợp giải đáp thắc mắc khó khăn liên quan đến nghiệp vụ.